tâm huấn và còn nắm bắt những xu hướng thời trang nổi bật nhất hiện nay. Một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn cho nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn được không ạ? Thành công hơn nữa trên con đường thời gian của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong các show diễn tiếp theo.